và bà có nhận được nhiều phước hạnh qua những ngày dưỡng linh ngày hôm qua không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Hope everyone here has been very blessed over the last few days of this revival conference. And now, let us continue to exalt the name of Jesus. Let us go out with joy as we clap our hands and worship Him like the mountains, hills, and the trees of the field. For God has exalted Jesus to the highest place and gave Him the name that is above every name. Chúng ta hãy tiếp tục tôn cao danh Chúa Giêsu, hãy vỗ tay reo mừng mà thờ phượng Chúa như những đồi núi và cây lá trên đồng. Vì Đức Chúa Trời đã đưa Chúa Giêsu lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hallelujah. Amen. Tôn Ngài, tán dương Ngài, Chúa muôn loài để muôn ngàn năm. Lòng người ta hát khen. Chúc tôn Ngài, tán dương Ngài, Chúa muôn loài ở trên trời lòng. Tôi dâng tiếng hát. Chúa ta là vua. Ngàn năm ngôi thiên Chúa.
Chúa ơi, lời Ngài sẽ còn mãi mãi. Và trong giây phút này, xin Thần Linh Chúa ngự giữa chúng con. Lòng chúng con thật khao khát sự hiện diện và sự cảm động của Chúa. Xin Ngài làm tươi mới và phục hồi tâm linh của mỗi chúng con. Yes, Lord, we long for your presence and your touch, Holy Spirit. Please refresh and restore our souls. Oh, how we love you. Chúa sẵn con đi trong đường ngày.
Thiên Chúa ngự giữa chúng con. Vì danh Thiên Chúa chúng con nhóm lại, con cảm nhận Chúa thân Chúa dẫn con đi trong đường ngài.